Chào mọi người nha. Thì mình đang ở trung tâm văn hóa quận 12. Thì mình sẽ vô đây sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây chủ yếu là các khu trò chơi cho con nít. Ở đây có mấy cái trò chơi dân gian như là ném lon nè, phóng phi tiêu nè, ném bóng rồi đó. Bên này thì có khu Galaxy rạp chiếu phim rồi mọi người. Còn ở đây thì mấy cái xích đu đu quay gì đó. Với lại là nhà banh. Khu nhà banh phức hợp với lại bán tô tượng rồi nước giải khát với đồ ăn vặt đó mọi người. Đó, chủ yếu là gia đình con nít hoặc là người yêu tới đây chơi cũng khá là vui. Có câu cá nè. Thì nhà văn hóa quận 12 nha mọi người. Ai có nít thì cuối tuần cho dẫn mấy nít tới đây cho mấy đứa nó vui chơi cũng được. Tô tự hoặc chơi mấy trò chơi này nọ đó. Trung tâm văn hóa thể thao quận 12. Mấy vòng lần em? Mấy vòng rồi? Bảy vòng. Đây là mình đang ở nhà trung tâm văn hóa quận 12. Đang đi trên cái bên này có rạp chiếu phim nữa nè. Ở đây thì cũng có khá nhiều trò chơi nha. Tàu lượn siêu tốc rồi hồi nãy. À đây có nhà banh nữa nè. Chủ yếu cho mấy đứa con nít đi chơi. Bên kia có nhà phao nữa kìa, đã chứ mấy nhà phao luôn. Đó, bên kia kìa. Này là cao nhất nè, đang đi xuống nè. Cứ một vé như vậy là 20 ngàn. Đó, đây có nhà phao, bên kia có đĩa bay. Này mình chơi cũng được, mình lớn chơi cũng được. Như là quay về tuổi thơ vậy đó.
Chơi thơ. Thật lần ra... đầu á mình chơi cái này lần đầu. Lần đầu cũng chơi cái này. Vui không? Vui. Ở đây có chiếc xe gì nữa nè. Hôm nay là chủ nhật mà nó cũng ít khách, vắng khách đó mọi người ơi. Cũng hơi vắng khách đó. Bên kia là ngã tư gì ta? Ngã tư quốc lộ 22 với lại Nguyễn Anh Thủ. Đó cái vòng này mọi người. Có cái crazy way đó cũng dã man lắm mọi người. Hồi nãy mới ăn no quá không dám lên đó chơi, sợ bị ói. Đây trong này thì có khu nhà banh, khu liên hợp nhà banh với tô tượng này nữa, với mấy trò xích đu nữa mọi người. Nó có trò tàu lượn siêu tốc này thì cũng ghê lắm nè. Với lại thì có mấy gian trò chơi như là ném bóng rồi đó, ném bóng rồi phóng phi tiêu rồi. Xé nữa chơi chơi phóng phi tiêu cho ba đó. Nhưng mà mấy trò đó thì khó, vậy chứ khó ăn lắm, chơi cho vui là được. Mà dẫn tới đây chơi thì cũng vui nha mọi người. Nhưng mà chơi chơi hết thì cũng khá nhiều tiền á, không phải giỡn đâu. Ví dụ tàu lượn siêu tốc kia là một vé là 30 ngàn một người, còn cái vòng này á là 20k một người. Chơi rất là nhẹ nhàng. Đây có chiếc xe chơi đó mọi người. Đó, xe chơi dữ chưa? Sờ chưa? Đây trò chơi đĩa quay nè mọi người. Đó, bắt đầu sợ xanh mặt hết rồi đó. Có chú này ở đây điều khiển này. Trò chơi đĩa bay ở đây là nhà phao này mọi người. Hồi nãy mình cũng tính chơi trò này nhưng mà thấy nó xoay xoay dữ quá, với lại do tụi mình mới ăn no nên lên đây sợ ói nên là không dám chơi. Ở đây là trung tâm văn hóa quận 12 nha mọi người. Thì địa chỉ là số 9 quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó ngay ở chỗ ngã tư quốc lộ 22 với lại Nguyễn Anh Thủ đó mọi người. Thì nó có hai cổng vào luôn. Thì cổng vào là nó nằm bên đường quốc lộ 22. Và cổng ra thì nó nằm ở bên đường Nguyễn Anh Thủ nha mọi người. Được ba cái. Bên này là phía ra nè. Từ bên này có nhà sách Nguyễn Nhân Từ. Thôi nha. Xin chào mọi người.
Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.